Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Và hôm nay thì lại là một thứ hai đầu tuần, khởi động của một tháng mới, thì xin được kính chúc quý vị anh chị có một sức khỏe cũng như là một tràn đầy năng lượng để hoàn thành công việc được tốt nhất anh chị nhé. Và hôm nay thì em Ngọc sẽ làm một bài báo giá những chiếc xe đang có sẵn tại showroom nhà em với mức giá rất là ưu đãi. Và bây giờ thì sẽ vào chi tiết luôn để quý vị anh chị có thể cân đối được. Và đầu tiên video ngày hôm nay thì sẽ là một chiếc xe Volkswagen Polo duy nhất trên thị trường. Duy nhất ở đây thì em Ngọc phải khẳng định là chỉ có duy nhất nhà em có chiếc xe này thôi. Đây là sản xuất và đăng ký là 2021, lướt bánh trên đường chỉ có 4.500 km, không khác gì xe mới quý vị anh chị ạ. Và chiếc xe này thì với mức giá anh chị lựa chọn sẽ rẻ hơn được xe mới, phải ít nhất là 200 triệu anh chị nhé. Thực sự là 200 triệu đang bánh Hà Nội đang là 800. Trước này em bán cho anh chị thì chỉ có rơi khoảng tầm 600 thôi. Đó. Khung gầm, động cơ, máy móc thì đi xe Đức thì khỏi bàn rồi. Em Ngọc đã trải nghiệm lái và cảm thấy rất là thích thú. Và cái phong cách dáng của xe thì nó rất là phù hợp với cả nhà nào mà có trẻ nhỏ ấy. Quý vị anh chị có thể lựa chọn một chiếc xe đi trong phố rất tiện lợi anh chị nhé. Mà xe Đức lại xe nhập khẩu nữa. Tiếp đến thì em Ngọc có ở đây một dòng xe. Nhìn bề ngoài thì mọi người có thể nhận ra được xe gì không ạ? Đó là một chiếc xe Camry nhưng đã được độ full giáp Lexus S250 rồi. Chính vì vậy mà cái phong cách của xe nó mang một hơi hướng cho khách hàng rất là đẹp đúng không ạ? Và nó rất là cá tính, nổi bật. Chiếc xe này thì là bản 2.0G, sản xuất và đăng ký là 2019 anh chị nhé, 2019. Và Oddo đi chuẩn là 28.000 km. Mọi chi tiết ngoại nội thất còn rất là đẹp và cực kỳ lướt. Với số tiền anh chị bỏ ra thì chỉ hơn 900 thôi là nhà mình đã sở hữu một chiếc Camry với cả phong cách rất là khác biệt rồi. Từ phần vành mâm này cho đến phần đuôi sau của xe thì em sẽ quay chi tiết hơn ở video tới cho quý vị anh chị nha. Tiếp đến thì sẽ là một chiếc xe quốc dân 7 chỗ hay còn gọi là 5+2. Một chiếc xe Santa Fe máy dầu bản cao cấp anh chị nhé. Số lượng Santa Fe thì ở tại showroom nhà em cũng rơi vào khoảng tầm là 4 chiếc anh chị ạ. 4 chiếc xe Santa Fe các màu. Và phiên bản 2021 sẽ là một trong những chiếc xe mà đáp ứng được cái công nghệ cực kỳ là tối ưu cho quý vị anh chị nhé. Chiếc xe này thì Oddo lướt có 14.000 km thôi. Đã lên cam hành trình này, bậc lên xuống rồi, cực kỳ mới và rất đáng để anh chị xuống tiền tháng ngâu này luôn đấy ạ. Giá bán thì chỉ loanh quanh tỷ tư một chút thôi. Thực sự là về chất lượng chiếc xe quá là ưng ý luôn. Và tiếp đến thì em Ngọc mà lại là những chiếc xe Camry. Thì nhà em nó sẽ là khẳng định với anh chị là một trong những showroom mà có số lượng Camry lướt nhiều nhất tại Hà Nội nhé. Em chỉ nói tại Hà Nội thôi. Và chiếc Camry này thì là sản xuất và đăng ký là 2020 anh chị nhé, 2020. Và cái điểm đặc biệt của chiếc xe này thì nó đến em nó là đi từ 2020 mà Oddo có 15.000 km thôi. Như vậy là tính ra là cũng 3-4 năm rồi. Xe chất lượng còn cực kỳ mới nhé, rất là đẹp. Với dòng Camry 2.5Q 2020 thì có mức giá bán tại showroom nhà em là loanh quanh khoảng tầm tỷ 2. Và nhà mình có quan tâm cụ thể chiếc nào thì hãy để số điện thoại để em tư vấn hoặc gửi ảnh video cụ thể chi tiết cho mọi người xem được cận cảnh hơn nhé. Đây, dàn Camry cho quý vị anh chị. Chiếc này thì 2019 2.5Q biển Hà Nội. Giá thì nhỉnh tỷ 1 một chút thôi. Và chiếc này là 2020 đen nội thất kem. Oddo đi cũng rơi khoảng tầm 21.000 km, cũng khá là ít. Và chiếc này thì cũng là hơn tỷ 2 một chút thôi anh chị nhé. Thực sự là những chiếc Camry của nhà em thì khá là lướt. Nhà em cũng có đời sâu Camry. Thì có một chiếc 207 và một chiếc 2011. Hai chiếc đấy thì em sẽ lên hình sớm nhất cho quý vị anh chị vì cũng vừa mới nhập thêm được. Mặc dù đi cũng tương đối nhưng mà thực sự là về chất xe vẫn còn rất là ưng ý. Một bác thì bác đổi các xe để nâng đời, để đổi đời gầm cao hơn. Đó, nên là cũng toàn là chiếc xe mua từ chính chủ nên mọi người yên tâm về chất lượng. Và chiếc trong video em đang quay cho quý vị anh chị đây thì là một chiếc xe Tucson. Tucson bản đặc biệt anh chị nhé, bản đặc biệt là cái bản cao cấp nhất của Tucson rồi đã, và đã là full tính năng option rồi. Và đây là chiếc xe đặc biệt sản xuất đăng ký là 2019, biển tỉ, một chủ từ đầu. Với phong dáng của 2019 thì rất là trẻ trung và thay đổi nó từ chi tiết nhỏ thôi, tạo nên cái điểm nhấn cho khách hàng, nhất là cái phần vành mâm. Em đánh giá rất là cao cái phần vành mâm của Tucson, nó tạo nên một cái nét đẹp rất hiện đại và thể thao. Đây là một chiếc xe rất là đặc biệt của showroom nhà em. Chiếc này thì là Camry 2.5Q 2020, đã được lên cam 360 rất là xịn sò, sắc nét rồi. Đó, 2020 thì Camry nhà em có rất nhiều sự lựa chọn. Nên quý vị anh chị chỉ cần quan tâm cụ thể chiếc xe nào thì em có thể đáp ứng được anh chị rất là tối ưu nhé. Và tiếp đến thì mời quý vị anh chị vào showroom bên trong em đây. Thì sẽ là một chiếc xe ngon bổ rẻ. Thực sự là để nói đến dòng Kia Optima thì sẽ là một dòng những dòng xe rẻ nhất phân khúc nhưng lại nhiều option nhất phân khúc. Đó, đấy là một trong những cách mà Kia truyền thông đến khách hàng và tìm kiếm được khách hàng trẻ trung, lứa khách hàng mà yêu công nghệ. Thì chiếc Kia Optima đây là bản 2019 anh chị nhé, 2019 biển tỉnh, Otto đi chuẩn là 30.000 km, không quá nhiều em cũng không quá ít. Lốp láp của xe thì mọi người nhìn giúp em còn nguyên zin nhá. Chiếc này rất là ưng ý và chỉ loanh quanh 600 một chút thôi. Tiếp đến thì đây là một chiếc xe Camry. Đó, mọi người có thể nhìn thấy chiếc này có sự khác biệt hơn cái chiếc 2.0 lúc đầu em quay đúng không ạ? Chiếc này thì là nguyên bản rồi, Camry 2.0G nguyên bản 2021 anh chị nhé, đi chuẩn là Otto có 9.400 km thôi, thực sự là rất là mới. Và chiếc xe này thì với cái đặc trưng về như xe mới như này thì mọi người không phải lăn tăn vấn đề gì về chất lượng chiếc xe giúp em nha. Mà bất cứ những chiếc xe nào tại showroom nhà em thì mọi người cũng không phải lăn tăn, vì trước khi mua bán thì bọn em đều phải check hãng kỹ càng rồi. Em cũng phải check hãng như mọi người khi đi mua. Đấy, cái thứ hai là về đến showroom thợ bên em check test kiểm tra một lần nữa, xe đúng như cam kết ở bên trong mua bán người ta đã đưa ra thì mới nhập xe, còn không tôi trả lại xe luôn. Nhiều chiếc xe không đúng mô tả thì bên em cũng xin phép là từ chối trả lại xe luôn. Bán một chiếc xe lỗ thì nó ảnh hưởng đến uy tín là cái đầu tiên, và đấy là không phải là tiêu chí của bên em. Quay trở lại với chiếc xe trong video thì đây là một chiếc Santa Fe máy dầu 2021 biển tỉnh anh chị nhé. Đó, đây là một chiếc lúc đầu em cũng chia sẻ anh chị, đi cũng lay quanh khoảng 14.000 km thôi, rất là mới, giá thì nghìn tỷ tư. Đây là một chiếc xe, mọi người nhận ra chiếc xe gì không ạ? Everest 2 cầu 2020 anh chị nhé. Chiếc này thì thực sự là nhìn rất là ưng ý luôn, vì động cơ máy móc không gầm nó cũng khá là rộng rãi hơn so với Santa Fe, nhưng mà nó cũng sẽ có cái hai mặt. Thì Everest thì bao giờ nó cũng sẽ dài rộng hơn, nhưng mà chiều dài đi thì nó sẽ hơi cồng kềnh. Giá của chiếc 2020 Everest đấy thì chỉ hơn tỷ 2 thôi anh chị nhé. Đó, Santa Fe dầu cao cấp 2021 màu đen thì em cũng có ở đây là một chiếc màu đen. Quý vị anh chị có thể cân đối lựa chọn, nếu không thích trắng thì có thể có đen đáp ứng cho anh chị. Chiếc này thì cũng đã lên được cam 36 đã được lên bậc lên xuống và cam hành trình rồi, chứ còn cam 360 thì là nguyên bản giao xe cực kỳ nét luôn anh chị nhé. Đây là một chiếc xe cực kỳ là đắt giá tại showroom em. Đắt giá ở đây là vì 2010 mà đi chỉ có 70.000 km thôi. Đấy là một cái điểm duy nhất và đặc biệt. Chất xe còn cực kỳ đẹp, khung gầm động cơ Đức BMW 523i, giá bán thì chỉ hơn 600. Tiếp đến thì cũng là một thương hiệu Kia. Đó là một chiếc xe Kia Optima nhập khẩu với dàn loa Infinity cực kỳ là chất, nghe bao đầm luôn anh chị nhé. Và cái công nghệ trên xe thì phải kể đến, chắc là ngày mai phải ít nhất là cũng thêm 100 A4, em phải khẳng định với anh chị thế. Mà giá tiền thì 2015 anh chị bỏ ra cho em hơn 500 thôi, sở hữu được một chiếc xe sedan hạng D quá rẻ luôn. Và cuối cùng là một chiếc xe Elantra 2018 anh chị nhé. Elantra 2018 và chiếc này là biển tỉnh, một chủ từ đầu, ốt đôi chuẩn là 35.000 km, giá thì chỉ hơn 500 thôi. Về form dáng động cơ 2.0 thì khỏi phải nói rồi, đi cực kỳ bốc, và cái đặc trưng riêng của Elantra so với những đấu xe của phân khúc ấy thì là chiếc xe về cách âm rất là tốt, nó không bị ồn như Mazda hay là cũng không bị rào rạc như Honda luôn. Em khẳng định với anh chị khi mà trải nghiệm là ngồi lái thì cực phê luôn. Đó là sơ qua những chiếc xe có sẵn tại showroom nhà em. Thì mọi người quan tâm cụ thể chiếc xe nào hoặc là muốn tìm xe nào thì hãy gọi điện trên số hotline để em tư vấn anh chị được cụ thể hơn nhé. Xe nhà em thì đều có trả góp cho anh chị để nếu nhà mình có muốn phương thức trả góp. Đó là sơ qua những chiếc xe và rất cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi những phút cuối của video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.